Đỗ Dũng xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp ngày thứ bảy 31 tháng 8 năm 2019. Chúng tôi xin bắt đầu với tin ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Thưa quý vị, hôm qua thứ sáu 30 tháng 8 năm 2019, ông Mike Pompeo ngoại trưởng Mỹ đã thay mặt chính phủ Mỹ gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Ông Mike Pompeo nói ông đã thăm Việt Nam hai lần trong năm nay kể từ khi nhậm chức và đã chứng kiến sự phát triển đáng ghi nhận của mối quan hệ song phương. Ông cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam làm việc chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực mà đôi bên cùng có lợi như thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, năng lượng và quốc phòng. Trong thư ông viết như sau, chuyến thăm thứ hai của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác mạnh mẽ của chúng ta và cam kết chung của chúng ta đối với hòa bình, an ninh, độc lập, có chủ quyền và thịnh vượng trong khu vực. Ông cũng cho biết thêm là cùng nhau chúng ta đã đạt được nhiều điều trong năm qua. Khi chúng ta hướng đến năm mới, hai nước chúng ta sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ song phương. Nhân dịp các bạn mừng lễ ngày hôm nay, tôi xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ đến với người dân Việt Nam. Đó là cái 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 thông báo của ông Mike Pompeo. Thì chúng ta biết trong đây ông có nhắc đến cái chuyện mà chủ quyền độc lập vân vân là chắc là có ý nói cái chuyện mà Trung Quốc đưa tàu uh, khảo sát vô trong cái vùng biển bãi Tư Chính mà những ngày qua Hoa Kỳ là nước duy nhất uh, lên tiếng coi như là uh, ủng hộ uh, Việt Nam thì đó là cái dịp mà đặc biệt thực ra thì cái chuyện mà uh, Mỹ gửi thư chúc mừng độc lập của các nước là nó đó là vấn đề ngoại giao nó không bình thường thôi không có gì đặc biệt cả nhưng mà đối với Việt Nam và Mỹ thì trong lúc này là rất là đặc biệt cũng liên quan đến Mỹ và Việt Nam cũng như Trung Quốc trong cái chuyện là chúng ta biết là Mỹ và Trung Quốc hiện đang có một cuộc thương chiến. Thì nhiều người nghĩ rằng Việt Nam có lợi nhưng mà thực ra một số thống kê mới nhất cho thấy là Việt Nam có thể không có lợi. Thì đó là cái dữ liệu về thực tế về xuất nhập cảng sang Mỹ và Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm nay là không có lợi cho Việt Nam. Đó là cái kết luận tại diễn đàn, một cái diễn đàn về CPTPP diễn ra vào ngày 30 tháng 8. Tại đây thì bà Nguyễn Thị Thu Trang theo báo chí trong nước cho biết bà là giám đốc trung tâm WTO cho rằng đã có nhiều suy đoán chưa đúng về sự chuyển dịch dòng vốn Trung Quốc sang Việt Nam. Việt Nam cũng cũng không hưởng lợi từ xung đột thương mại này như nhiều dự báo trước đó. Bà đưa ra một số bằng chứng về số liệu xuất nhập cảng Việt Nam trong hai thị trường này như sau. Ví dụ bà nói là số liệu của cơ quan hải quan cho thấy Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong số thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam đạt 33 tỷ đô la tính đến hết tháng 7 tăng 27% so với năm ngoái. Trong khi đó Trung Quốc lại là thị trường mà Việt Nam nhập cảng lớn, à, tới gần 20 tỷ đô la, tức là tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Trang, Mỹ vẫn là thị trường Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm. Thì thông thường khi mà tăng trưởng như vậy thì là tin mừng, nhưng mà đối với Việt Nam thì lại là không vui. À, bởi vì cái chuyện này nếu mà xảy ra thì nó không có tốt Việt Nam bởi vì hiện nay Việt Nam là 10 trong đối tác có thâm hụt thương mại cao nhất với Mỹ. Và hiện nay trong 10 nước này Chỉ có Việt Nam và Malaysia là chưa bị Mỹ trừng phạt áp dụng các biện pháp thuế giống như Trung Quốc Nhưng mà điều lo ngại là trong khi Malaysia Thì họ đang tìm cách giảm cái bước Giảm cái thâm thuộc bộ dịch cái Mỹ Thì Việt Nam lại ngày càng gia tăng à, Thì bà Trang bảo là đây là cái gọi là nguy hiểm Không cần phải đợi sao mà chúng ta có thể thấy Nếu Việt Nam không giảm bớt này có thể bị Mỹ đánh, áp thuế Đó ở chiều ngược lại thì Trung Quốc lại gia tăng cái hàng hóa của họ nhập cảng vào Việt Nam nhất là trong 6 đầu 6 tháng đầu năm nay tăng có 3.% thôi, chấm 3%. Nhưng nếu so với mức gần 22% cùng kỳ năm 2018 thì đây là sự giảm tốc lớn. À xin lỗi quý vị, hàng hóa Mỹ Việt Nam xuất sang Trung Quốc chứ không phải Trung Quốc xuất sang Việt Nam. Dạ, Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Tức là năm 2018 Việt Nam xuất sang Trung Quốc tăng 22% mà năm nay tăng có chấm 3% thôi. Thì như vậy là những mặt hàng mà Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc á, nó giảm được những mặt hàng nông sản và thủy sản đó là hai cái là hàng thế mạnh của Việt Nam trong khi đó thì hàng nhập cảng từ Trung Quốc sang Việt Nam lại có dấu hiệu tăng nhất là những mặt hàng mà nước này xuất càng mạnh qua Mỹ có nghĩa là bán qua Mỹ ở đắt quá thì họ bán qua Việt Nam à, qua Việt Nam là không bị thuế ví dụ như máy tính linh kiện điện tử tăng tới 70 thành ra cái này là cái điều mà nó cho thấy rằng nhiều người tưởng như vậy nhưng mà nó không phải vậy và qua cái báo cáo của bà Nguyễn Thị Thu Trang là tại diễn đàn WTO tại Việt Nam cho thấy là Việt Nam đang nguy hiểm chứ không phải là hưởng lợi trong cái chuyện này. Tại California một trong những vấn đề mà nhức đầu nhất đó là giá nhà, giá nhà quá cao, nhiều người phải bỏ đi, nhiều người phải ra đường nằm và một trong những cái giá nhà quá cao là giá thuê nhà cũng cao nữa. Thì ngày hôm qua là ngày thứ sáu thì thống đốc Gavin Newsom của California đã đạt được một thỏa thuận với các lãnh đạo quốc hội Mỹ, California với lại hiệp hội cho thuê nhà là sẽ đồng ý là bắt đầu từ năm tới nếu dự luật này được thông qua thì cái mức mà gia tăng tiền mướn nhà ở California sẽ tối đa là à, sẽ tăng 5% cộng với lại lạm phát và maximum tối đa là 10% thôi. À cái này mức này là cao hơn cái mức 7% hiện nay đó. Thì như vậy có nghĩa là gì? Phải tăng phải cho họ tăng lên tối đa 10% không có có tiền họ sửa chữa lại nhà cửa thì nó mới được. Thì đây nó là một cái chiến thắng của những người cho thuê nhà trong khi đó thì những người mà mướn nhà thì họ muốn lại giảm cái này nữa Nhưng mà bây giờ Tiểu bang đồng ý là chỉ 5-10% là tối đa Thì cái dự luật này do dân biểu David Chu ở San Francisco đưa ra Và nó có những cái điểm lợi, điểm hại như thế nào Thì những người mà mà, mà cho vay đó Thì họ muốn là tăng cái số tiền mà cho thuê nhà từ 5 tới 7 từ 5% lên 7% nhưng mà California bây giờ chỉ cho tăng 5% thôi nhưng mà tối đa là 10% mà tùy theo còn cái mà lạm phát là tùy theo khu vực thành ra mỗi khu vực nó có thể là mỗi khác đó và cái dự luật này nếu được thông qua thì nó sẽ hết hạn vào năm 2030 chứ không phải là vĩnh viễn là thấy tới 2030 ta tính lại nữa thì đây nó là một cái điều coi như là tương đối tốt ổn định nghĩa là người cho thuê nhà họ biết là họ sẽ tăng tối đa 10% và người thuê nhà cũng biết là chủ đất không thể tăng hơn cái khoản đó Thế nhưng bây giờ phải đợi Uh, hai viện của quốc hội thông qua đã Nhưng mà hiệp hội mà cho thuê nhà Thì họ nói là họ sẽ không phản đối cái dự luật này Thì đó là tin về vấn đề nhà cửa tại California Ở tại Alabama Tối ngày hôm qua có một trận đánh football bò Học sinh ở thành phố Mobile Thì không biết vì lý do gì Có người mang súng vào đó và nổ súng Làm cho 10 người bị thương Đấy. Những người bị thương tuổi từ 15 đến 18 Và nghi can D'Angelo Pano quý vị thấy trên màn hình 17 tuổi đã bị bắt Và bị truy tố 9 tội Ờ, âm mưu giết người đã theo cảnh sát mobile nói như vậy. Thì giờ người ta ông cảnh sát trưởng đây là ông Lauren Baptist Ông mà là trời ơi, đi coi đá banh thì đi coi đi mang đồ ăn mang bánh vô thôi súng ống đề nhà không hiểu sao đi vô trong Sân coi đá banh mà cũng mang súng vô thì có tin đồn bảo là vì mang súng vô rồi đánh nhau rồi anh này mút rút súng ra bắn nhưng mà cảnh sát họ chưa điều tra nên họ chưa biết được nhưng mà họ nói là cái này có thể là có liên quan đến một hoặc hai người trong chuyện này và bây giờ họ sẽ đang điều tra thêm như thế nào. Liên quan đến cái vụ mà nổ súng vào năm 2015, chắc quý vị còn nhớ, một nghi can tên là Dylan Rupp, trên màn hình quý vị thấy. Năm 2 tháng 6, 2015, này đã xách súng đến một cái nhà thờ tin lành của người gốc châu Phi, ở tại tiểu uh... bang South Carolina, bắn chết coi như là 9 người ở đó. Thế thì bây giờ anh này đã hồi tháng riêng năm 2017 đã bị tuyên án tử hình, anh này là một người kỳ thị chủng tộc nghĩa là tội thượng tôn da chắn điều đó không chối cãi và nhận cái điều đó luôn mà có những hình ảnh cầm những cái cờ miền nam vân vân thì bây giờ đó trước đó là có những thân nhân người ta mới là kiện vì sao anh này đã từng bị một cái tội trước đó không? mà không hiểu tại cái tội là buôn bán ma túy thì đáng lý buôn bán ma túy thì anh không được mua súng nhưng vì cơ quan liên bang fbi không hiểu sao không vô hồ sơ anh này thành thử ra đó là anh này khi mà mua súng á người ta bắt đợi 48 tiếng để verify. Trong 48 tiếng đó không verify được anh này mà theo luật hiện hành bây giờ nó không verify được thì đương nhiên được bán súng. À đó, đó, cái luật nó có cái hở chứ. Có nghĩa là trong 48 tiếng người ta sẽ kiểm tra hồ sơ nó FBI nó ông này không được mua súng là không bán ngay. Còn đó, ông này được mua súng là bán ngay luôn. À, không được mua súng là không bán ngay. Còn được mua súng là bán ngay. Nhưng mà nếu FBI không trả lời cho 48 tiếng Thì anh chủ bắn súng có quyền bắn súng Đó là cái hở Thế thì chính vì như vậy cái anh Đài lần rút anh mua được súng của anh phải bắn như thế này Thế thì bây giờ thân nhân của những gia đình bảo là, Ê cái này là lỗi của ông liên bang Mấy ông lộn xộn, mấy ông không có kiểm tra chứ là hồ sơ đàng hoàng Mấy ông không báo cáo, mấy ông làm tắc trách Thành ra anh mới có súng bắn Thì cái vụ này đưa lên tòa liên bang Bị tòa liên bang bác Bảo không, không được kiện quyền kiện chính phủ Chuyện này, chuyện này là chuyện súng ống với anh nhau với anh Thế thì bây giờ hôm thứ sáu vừa rồi à cái tòa kháng án rồi gia đình những người này họ bức mình họ, họ đưa lên tòa kháng án ở cái vùng uh, sau này nào. thì bây giờ tránh án này nó là gia các gia đình này có quyền có quyền kiện chính phủ mỹ thì liệu họ kiện như nào coi như hồ sơ họ bắt đầu được thì không biết là bên chính quyền liên bang có đưa cái này gọi là kháng án lên trên tối cao pháp viện hay không chúng ta sẽ phải chờ xem nhưng mà ít nhất đó đây là cái chuyện mà coi như cái tòa kháng án cho phép gia đình các nạn nhân này được quyền kiện thì cái đó là nếu mà hồi đó mà hồi đó ông James Comey lúc đó ông là giám đốc FBI ông có nói như thế này nữa ông bảo là cái anh chàng này đó theo luật liên bang đó, là sẽ bị cấm mua súng cái loại mà bán tự động cái loại mà anh dùng bắn chết người ta đó nhưng mà bởi vì nó có một cái cái cái, cái, cái kẽ hở nào đó hay là làm hồ sơ như thế nào đó Thành ra cái hệ thống mà kiểm tra lý lịch anh này gọi là NICS đó, nó không có cái tên anh này trong đó. Và hồi đó ông James Comey ông nói đây là một trường hợp anh này đáng lý không được mua súng mới đúng. Mà bây giờ tại sao được mua súng thì bây giờ họ dựa trên những cái đó và họ nói là ok với có quyền kiện, Đấy không? Tức là chính phủ làm ăn tắc trách để cho anh này được mua súng mà đúng ra anh không được mua. Nhưng mà những người khác họ bảo là cũng không được nữa. bởi vì anh anh không mua được nhờ người khác mua cũng vậy thôi. Không? À nhờ người khác mua lại là chuyện khác nữa. Thì hôm trước cách đây một tuần nó là việc các cái tiệm bán súng đó bây giờ cũng đang bị bị kiện dữ dội lắm là bởi vì hiệp hội bảo vệ súng họ cấm không cho kiện người bán súng, đúng không? Nhưng mà họ luật lại không cấm kiện cái người bán súng mà bán cho người mua dùng người khác. À mấy anh như Walmart mạc ta những anh mà bán súng bây giờ là sợ lắm. Không? Có nghĩa là gì? Nếu quý vị đến mua súng ở các cái chợ đó mà quý vị đi giết người thì cái chợ nó không bị liên lụy. Tức là mua hợp pháp hết nhưng nếu quý vị đến mua dùm cho người khác à, Mà người khác đó đi cầm cái súng đi bắn người Thì cái anh chợ nó bị Đương nhiên cái anh mua dùm là là bị không kể Mà cái anh chợ bán cũng bị luôn đó, Thì đó là cái cái cũng là cái kẻ hở Không có lợi cho những cái tiệm bắn súng Thì chuyện súng ở Mỹ là chuyện muôn thuở Nhưng mà qua cái, cái qua cái trường hợp này cho thấy rằng là Chính phủ Mỹ có thể bị kiện Nếu anh, làm hồ sơ mà không đào hoàng Nhiều cái chuyện chính phủ Mỹ Mấy ông lấy đưa có khi cả trăm ngàn vô làm không ra cái gì hết. hồ sơ là mất của ta nhất là di chú đó quý vị đấy. có nhiều trường hợp ta nộp đàng hoàng tự nhiên thất lạc cái tờ cái đó là cái không được nhưng mà vì chờ nó không chết người thì kiện không được <laughs> còn vụ này là chết người thấy không thành ra người ta kiện thì ông toàn mà là có thể kiện còn kiện được hay không lại là chuyện khác nữa thì đó là những cái tin đáng chú ý trong phần tin tổng hợp ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới